chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trinh, đến từ bộ phận truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một mẫu nhà vườn đẹp được Kisato thiết kế cho gia đình anh Phạm Xuân Anh tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nếu như những ai đang có mảnh đất tương tự như của gia đình anh Phạm Xuân Anh, hãy xem và tham khảo dưới đây nhé. Sở hữu khu đất rộng lên đến 400m2, gia đình anh Phạm Xuân Anh ở Bắc Giang mong muốn xây dựng một ngôi nhà vườn, một tầng sang trọng, đẳng cấp, tiện nghi. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, các kiến trúc sư của Kisato đã lập tức đến khảo sát thực địa khu đất và trao đổi, tìm hiểu sở thích, mong muốn của gia chủ cùng các thành viên trong gia đình và đi đến quyết định xây dựng một mẫu nhà vườn mái Thái có 3 phòng ngủ theo phong cách tân cổ điển sang trọng, thanh lịch, thể hiện đẳng cấp và địa vị của chủ sở hữu. Căn nhà vườn mái Thái có mặt tiền trải rộng 17,1m, chiều sâu phủ bì 18,46m, tổng diện tích xây dựng là 235m2 sử dụng, còn lại là khuôn viên sân vườn, tiểu cảnh rộng lớn. Mỗi nhà vườn được chúng tôi thiết kế một phòng thờ có diện tích 16m2, một phòng khách có diện tích 59m2. Mỗi nhà có 3 phòng ngủ, trong đó phòng ngủ 1 có diện tích 24m2 kết hợp với vệ sinh khép kín 4m2. Phòng ngủ 2 có diện tích 24m2. Phòng ngủ 3 có diện tích 21m2 kết hợp với một vệ sinh khép kín, một nhà vệ sinh chung 4m2 và một kho rượu 3m2. Chúng tôi thiết kế thêm công trình phụ cạnh bên ngoài ngôi nhà với một phòng bếp ăn có diện tích 30,5m2, một khu nhà để xe có diện tích 45m2. Thiết kế nhà vườn mái Thái 3 phòng ngủ hiện đang là mẫu nhà dẫn đầu xu hướng thiết kế nhà đẹp tại Việt Nam với không gian sống sang trọng, chan hòa với cỏ cây hoa lá bên ngoài ngôi nhà. Những thiết kế nhà vườn không chỉ mang đến cuộc sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên mà còn mang lại một không gian sống sinh hoạt đầy đủ tiện nghi và thoải mái. Không đồ sộ, không phô trương như những mẫu biệt thự cao tầng khác, nhưng mẫu nhà vườn mái Thái của gia đình anh Phạm Xuân Anh vẫn toát lên vẻ sang trọng, bề thế cùng những đường nét kiến trúc tinh tế đặc trưng của phong cách tân cổ điển châu Âu. Từ bố cục, tổng thể đến hướng nhà, vị trí, chiều cao của các ô cửa của mẫu nhà vườn mái Thái đều được các chuyên gia phong thủy của Kisato tư vấn kết hợp với các kiến trúc sư để lựa chọn các thông số đẹp đạt tỷ lệ vàng trong thiết kế kiến trúc. Khoác lên mình màu trắng tinh khôi cùng kiến trúc đăng đối kết hợp với hệ mái Thái màu xanh sang trọng mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch. Mặt tiền được tạo điểm nhấn bởi sảnh chính rộng lớn đua ra phía trước theo hình bán nguyệt, 4 cột trụ đồ sộ, bề thế vững chắc, nâng đỡ mái sảnh với các đường phào chỉ tinh tế. Bậc thềm tam cấp kết hợp với hành lang thấp uốn cong le ra ngoài tạo ra lối đi sang trọng, đồng thời tôn lên chiều cao cho ngôi nhà vườn mái Thái. Phần lớn các hoa văn họa tiết trang trí đều được đơn giản hóa và lược bỏ, chỉ còn những đường phào chỉ, đường răng cưa của bo viền mái trên nền màu trắng tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế. Hành lang rộng rãi bao quanh nhà vườn được bảo vệ bằng các lan can con tiện trắng sứ, thấp đều đặn, thông thoáng, đẹp mắt. Cửa chính và cửa phụ đều dùng gỗ tự nhiên cao cấp, được điêu khắc tinh tế, thể hiện đẳng cấp riêng của gia chủ. Hệ thống cửa sổ bằng kính được bố trí khắp các mặt của ngôi nhà, mang ánh sáng tự nhiên và bầu không khí trong lành từ khuôn viên sân vườn tràn vào bên trong mẫu nhà. Thiết kế mái Thái sang trọng, cân đối, tạo điểm nhấn ấn tượng cho công trình nhà vườn tân cổ điển này. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp đơn giản, hiện đại, vẫn xen nét hoài cổ, mái Thái còn có độ bền cao cùng khả năng thoát nước, chống nóng, cách nhiệt vượt trội, vô cùng phù hợp với khí hậu nhiệt đới mưa nhiều ở Việt Nam. Mặt khác, mái Thái còn góp phần tăng thêm chiều cao, tạo tỷ lệ cân đối và nét cao ráo, thanh thoát hơn cho mẫu nhà vườn. Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ không gian sân vườn cực rộng lớn và thông thoáng xung quanh mẫu nhà. Ngay phía trước nhà là tiểu cảnh được thiết kế tinh xảo, sinh động. Mặt sân được lát đá sần chống trơn trượt. Từng góc sân vườn được bố trí cây xanh, chậu hoa và tiểu cảnh xanh mát, đem đến cho không gian sống yên tĩnh, trong lành, gần gũi với thiên nhiên.
Vậy là tôi vừa giới thiệu xong về mẫu nhà vườn đẹp của gia đình anh Phạm Xuân Anh. Nếu các bạn thấy mẫu nhà này đẹp, hãy nhấn like, share và bình luận bên dưới. Hãy kích vào đâu đó xung quanh video này để nhận những phần quà hấp dẫn của chúng tôi. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.